Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Tiếp tục quay trở lại với kênh Khanh Béo ngày hôm nay. Xin được gửi lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các quý vị và các bạn. Xin được kính chúc cho toàn thể mọi người có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc và luôn thành công may mắn trong cuộc sống. Sau đây thì Khanh Béo TV lại cập nhật phần 2 lễ đưa tang em Trần Sĩ Đức về nơi an nghỉ cuối cùng. Em Trần Sĩ Đức sinh năm 1985, không may em gặp tai nạn giao thông và đã chút hơi thở cuối cùng trở về với Chúa trong nỗi niềm xót xa, đau xót của toàn thể gia đình. Sau đây chương trình lễ tang diễn ra như thế nào thì Khanh Béo TV xin được kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi. Lễ truy điệu đã xong, chuyển về phần an táng đưa cha về an nghỉ. Vĩnh biệt cha, người thương yêu chúng con, cha ra đi trong mắt mẹ, cha phù hộ cho chúng con được mạnh khỏe bình an. Cha phải ra đi, cha ra đi ngàn thu yên giấc, cha bỏ chúng con, cha đi mãi. Thank you.
Oh.
đã về.